Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình mới làm xong con diều các bạn nhá. Rồi mình vừa mới làm xong, bây giờ mình sẽ khâu không mà mình test thử cho bạn xem nhá. Bởi vì lúc làm mình quên mình không quay các bạn. Xong rồi giờ mình nhớ ra. Bởi vì quay diều nhiều không biết các bạn có ghét không các bạn. Nếu ai ghét mình thì comment bên dưới nhá. Làm nhiều diều quá thì ghét có gì comment bên dưới cho mình biết để mình không làm nữa. Thì hôm nay mình sẽ test thử con diều này nhá. Con diều này hôm nay mình mới làm xong các bạn. Các bạn này, các bạn nếu khâu nhé, các bạn ấy nhỏ theo 52 và cho nó căng dưới bóng, khâu cho nó căng nhé các bạn nhé. Thank you.
chúng tôi làm xong dầu, bây giờ anh em tôi mang ra đồng thử đâm xem lên không nhá. Anh em hãy chờ đón xem dầu nó lên không nhá. Nắng quá anh em ạ. Giờ vẫn nắng này. Vương ơi, Vương ơi, từ từ đã. Anh em ạ. Ui, lên xoay quá anh em ơi. Gió hơi to anh em ạ. Anh em thấy rượu lên được không? Anh em thấy hay like và chia sẻ cho anh em tôi nhá. Anh em thông cảm máy quay hơi mờ nhá, tại vì lắng quá. Đây các bạn này, rượu mình lên rồi các bạn ơi. Đấy, nền cao lắm các bạn. Lần đầu làm rượu các bạn nhá. Lần đầu làm rượu đuôi như này nhá các bạn nhá. Mình tưởng không lên cơ. Lúc đấy mình đâm nó cứ đảo sang một bên tại vì nánh các bạn. Nên giờ lên rồi các bạn nhá. Để nền cất lắm các bạn. Nói chung là diều này cũng ok lắm các bạn. Nếu mà ai thích làm đuôi này cũng được. Tại vì đuôi này nó làm như này nó hay đảo, nhưng sáo nó càng kêu to các bạn.
Ở đây mình thả xa quá rồi, ở chỗ này nghe tiếng bé các bạn. Nhưng mà tầm này chắc phải sang làng khác mới nghe tiếng. Đấy các bạn nhìn thấy gì chưa? Cừu to lắm các bạn này. Đấy. Cừu to lắm các bạn. Có mỗi trống kia thôi. Đấy, nhìn nhìn xa lắm các bạn. Cừu to. Đấy, hôm nay mình sẽ để thâu qua đêm các bạn nha. Các bạn xem mà thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ giúp anh em mình nhá. Mình hôm nay sẽ thâu để thâu đêm các bạn. Tại vì hôm qua mình để một con thâu đêm rồi. Hôm nay thử để con này xem có chất lượng không các bạn ạ. Chắc là cũng ạ, ok lắm, tại vì nó nên nó cất lắm các bạn, nên nó không bị võng dây, nên có thể để qua đêm được. Đây. Nhưng mà mình nằm về nhiều nhiều mọi người có ghét không? Ghét thì comment bên dưới mình nhá, mình sẽ làm theo các bạn. Nếu mà ai có ý tưởng gì hay thì nhớ comment bên dưới nhá. Đấy, tại vì mình cũng thích với thích diều, nhưng mà có ai thích diều thì cho mình xin một lượt đăng ký nhá, mình cảm ơn. Đấy, diều mình nên cất không? Đấy, cất nó các bạn. Mình sẽ để thâu đêm các bạn nhá. Đây mình sẽ treo ở đây, ở để đây không, để cho đỗ đêm các bạn. Đấy, mình sẽ để đỗ đêm nhá. Mọi người xem nhớ ủng hộ giúp mình nhá. Đấy, nên cất nó nhưng mà nó hơi đảo tí quá các bạn. Này chắc phải mua thêm một cuộn nữa. Đây mình mới thả 2 cân dây thôi. Đây các bạn thả bằng dây cước gì? Mình thả bằng dây cước màu hồng hồng này nhá. Mà nó cước xe tầm độ hai mấy các bạn ạ. Mình không để ý mấy. Đấy cái dây hồng hồng này. Xe hai mấy mình không biết, không để ý. Nên cao lắm các bạn. Đấy. Hôm nay gió to lắm. Chiều hôm nay gió to các bạn. Vẫn trời vẫn đang nắng nha. Chắc tí mì tối. Để nên cất lắm các bạn này. Gió to à. Đấy, nền nạc lắm bạn. Các bạn thấy võng dây không? Hơi có tí độ võng thôi các bạn ạ. Không võng không đáng kể. Để mình quay này các bạn nhìn này. Độ chích của nó với cả độ võng của nó không võng đâu nha. Diều này trông gì thôi. Mình làm cũng ác phết đấy. Được, được lắm các bạn. Không võng tẹo nào mấy. Đấy, các bạn làm diều có bị võng dây không? Đấy, mình làm con này nó không võng dây mấy nhá. Nên cất lắm. Tại vì nó đảo nên dây lúc nào nó cũng có độ căng. Nó không bị võng. Vì những đa số như là diều võng thì là nèo nó hơi cừ, hơi ẩn. Đây mình hôm nay cho nèo cũng bình thường. Nên được phết đấy. Đây là các bạn cùng nó xem mình để thâu qua đêm ấy các bạn nhá. Mọi người xem thì hay nhớ đăng ký ủng hộ giúp anh em mình đấy. Mình cảm ơn. Nha, thôi thế thôi, mọi người cùng theo dõi video của mình tiếp nhá. Đấy mình sẽ để tối qua đêm tối nay nhá. Nha mọi người nhá. Đây các bạn này. Thì hôm nay mình có làm con diều của Hải Phòng nhá. Giống như diều Hải Phòng ấy. Mình cũng không biết nó tên gọi là gì. Thì mình sẽ thử thâu qua đêm các bạn nhá. Đêm bây giờ là 2-3 giờ 5 mấy phút ý. Cũng muộn lắm rồi các bạn. Để bài dây căng cứng đét các bạn nhá. Để các bạn nhìn xem dây cứng đét các bạn. Kéo không kéo nổi các bạn nhá. Diều công nhận tuy nó nên nó xấu xấu tí mà nên cất lắm các bạn ạ. Đây nó đảo hơi hơi thôi, nó không gọi là đảo như điên như dại đâu các bạn. Nói chung là cũng ok lắm các bạn. Tuy nó nên nó xấu nhưng mà bên dưới mình nhìn thấy nó cũng ok lắm. Còn đâu mọi người thử bình luận bên dưới xem mọi người thấy nó thế như nào. Còn đâu mình thấy thì cũng ở dưới thì cũng ok nhưng mà bên trên thì nhìn hơi xấu tẹo thôi. Đấy mới là cảm nhận của mình nhá. Còn đâu là nên thì ok lắm các bạn. Nên cất lắm. Là gió hôm nay mình đâm mình test thử thế ok rồi các bạn. Từ tối đến giờ gió to lắm. Hôm nay chắc là thông chốt thành công các bạn. Có khi thông chốt thành công nhá, mai không phải nhặt diều các bạn. Đấy mọi người cùng đợi xem sáng mai như thế nào các bạn nhá. Mình sẽ để thâu đêm các bạn nhá. Đây này, tối trời hôm nay tối này các bạn. Đây, trăng tối nhá các bạn nhá. Đây mình đang để thực tế các bạn nhá, không phải nói điêu gì các bạn đâu. Đây. Vẫn đang để này nhá. Nhá, mình ngọn chuối đây nhá, mình để này. Đấy. Ok các bạn nhá. Mình sẽ để cho sáng mai xong mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhá. Mọi người xem video thì hay nhớ đừng đăng ký ủng hộ giúp anh em mình nhá. Mình cảm ơn các bạn. Anh em ơi, sáng rồi nhá các bạn nhá, sáng rồi đây, nắng mới rồi. Đấy các bạn.
mới nha các bạn nhá, vẫn lên đây các bạn ơi. Giờ mình giờ mới thâu đêm mình công nha các bạn nhá. Ui đảo như điên như dại các bạn ạ. Ui sao kêu ở đây nghe kêu to, nhưng không biết các bạn ở trong điện thoại nghe tiếng gì không, ở đây nghe kêu được. À nhiều rơi quá. Vẫn căng lắm các bạn, vẫn căng ghê lắm các bạn. Thiếu dây các bạn, vẫn thiếu dây nó đảo các bạn ạ. Đấy, mình vẫn lên nhé các bạn nhá. Thế là thông chốt đấy các bạn nhá. Đấy, thông chốt thành công các bạn ạ. Nắng quá các bạn, nắng mới. Các bạn nhìn trời nắng quê tôi, nhưng quê mình. Đây, buổi sáng quê mình nhá. Các bạn này, buổi sáng của mình ạ. Đây xong nhá, ok nhá. Quá này, cái giờ mình thông chốt thành công nhá. Đây, đây là mình đang bật phóng to hết cỡ các bạn ạ. Đây là mình đang bật phóng to hết cỡ này, đây này. Nó dài như này cơ, đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Bé tí nhá. Đấy là mình zoom to các bạn ạ. Trông thấy rồi, dài lắm. Đây nó chỉ có chấm kia thôi. Lúc nãy mình zoom thôi. Đây, nhìn thế này gọi là chính xác này. Đấy, mọi người xem thì hay nhớ đăng ký ủng hộ giúp anh em mình nhá. Thông chốt thành công các bạn ạ. Đúng là thông chốt thành công các bạn. Đấy, hay chưa các bạn? Trông thì thôi, không đơn giản đâu các bạn. Mới. Mình đây này, giờ này mình chưa làm bao giờ nhá. Mình chỉ làm cái diều đuôi rái với cả đuôi lá lách rồi, còn đâu cả cái diều đuôi kiểu này nó cứ thế nào các bạn, mình chưa làm bao giờ. Nhưng mà nên áp phết các bạn, vận độ nhá, thâu đêm đồng hoàng đấy các bạn. Đấy biết tí các bạn, đây mình phóng to đây này, đấy các bạn nha, mong các bạn thấy các bạn đấy. Phóng to nha các bạn nha. Đây mình chỉ cho nhỏ lại nha. Đấy, biệt tí các bạn. Bây giờ lên cao lắm. Cao. Rồi video mình kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye.